Chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn nhé. Đấy, đây là cái sản phẩm bên mình đang đóng hàng gửi cho khách này. Đấy, bên mình rất là nhiều hàng luôn. Đấy, kho nhà mình đây, kho tổng nhà mình đây. Hàng hóa ngập tràn luôn anh em nhé, các bạn nhé. Đấy, các bạn có nhu cầu về dòng nào thì có thể liên hệ này. Bay xây dựng này, khuôn đúc, con kê này. Đấy, rất là nhiều hàng hóa luôn. Đấy, đây mới là bày ra đây một ít thôi chứ còn ở kho nhà mình thì nhiều lắm. Nên anh em các bạn có nhu cầu về dòng nào thì có thể liên hệ này. Các cái dòng khuôn đúc này, từ dòng H, dòng V, dòng D này, rất là nhiều luôn này. Rồi bay xây dựng bên mình này. Đấy, bay xây dựng bên mình này. Và các cái dụng cụ của đồ bên ngành xây dựng này, điện nước này. Đấy, anh em về bên ốp lát này, rất là nhiều các dòng sản phẩm luôn. Rồi các cái dòng sản phẩm của thương hiệu Capuxi này, kìm kéo, rồi các cái dòng sản phẩm luôn. Đấy, các bạn có nhu cầu về dòng nào thì có thể liên hệ trực tiếp để bên mình tư vấn cho các bạn. Rồi khoan, rồi máy bơm nước, rồi bơm áp, rồi nói chung là rất là nhiều. Đấy, bên mình đang đóng hàng gửi cho khách đi, khuôn đúc con kê đây. Đấy, hàng gửi cho khách cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, kiện hàng gửi cho khách này. Đấy, tí nữa thì ship cho đến bốc đi luôn này. Đấy, hàng gửi cho khách này. Khách lấy 30 con, 50 con, 70 con, 50 con, cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, các cái dòng đèn sông tinh dầu đuổi muỗi này, rồi bẫy chuột thông minh này. Đấy, rất là nhiều hàng anh em nhé. Các bạn có nhu cầu về dòng nào thì có thể liên hệ này. Số điện thoại của Phạm Huấn đây, 0936 863 68 để được tư vấn cho các bạn về dòng sản phẩm này. Xin chào, hẹn lại các bạn ở video sau.